Hello cả nhà, hôm nay mình gấp cái bộ trống xong là các bạn. Từ hôm qua hôm nay, coi như cục trống này hôm nay là sẽ gần là coi như là 4 tum. Một cái ne nó là 5. Một lá 2S và lá lính Rai. Đó, tim ban, tim ban 2. Rồi đó, cái này nói chung là mình cảm cái bát lại đó các bạn, cho nó ấm á, mình làm đỡ nó thử như thế nào để ngày mai mình làm lại keo đó, các bạn thấy chưa? Đó, hệ thống này chuẩn bị cho ra mắt một video mới nha các bạn ơi. Sáng nay mình sẽ setup cái âm thanh này nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn xem cái bộ trống này đó, mình hôm nay mình mới gắp xong rồi đó các bạn. Đó, đó là, đây là một cái mình đang thí nghiệm, cái này là một cái đĩa của chiếc xe đó các bạn ơi. Này đó, cái lá đó, dài đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.